Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. Thưa quý vị, tôi Như Hiệp và Đoàn Trọng xin tôi nói gửi lời chào đến quý vị cùng với chúng tôi vào một ngày thứ sáu cuối tuần qua Cà Phê Sáng. Good morning, Như Hiệp. Good morning, anh Trọng, và kính chào tất cả các quý vị Cà Phê Sáng. Happy Friday, anh Trọng, và Happy Friday tất cả các quý vị khán giả. Và ngày hôm nay là ngày thứ sáu rồi, là ngày 25 tháng 1. Và ngày hôm nay trời rất là nắng, ấm và đẹp, thưa quý vị. Nhiệt độ hiện tại bên ngoài là 48 độ. Và ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất là lên tới 74 độ. Và nắng từ sáng cho tới chiều tối và trời rất là ấm và nhiệt độ thấp nhất là 50 độ. Và một cái good news đó là thời tiết ngày hôm nay gió rất là nhẹ, từ 6 tới 7 dặm một giờ. Và độ ẩm, thời tiết khô hơn nhiều, là độ ẩm chỉ có 37% mà thôi. Và ngày thứ bảy nhiệt độ cao nhất là 77 độ, trời có một ít mây vào buổi sáng nhưng trưa chiều và đến chiều thì trời rất là nắng và ấm và đẹp. Và ngày cuối tuần này thời tiết rất là đẹp, thưa quý vị. Và ngày chủ nhật nhiệt độ cũng cỡ từ 60 và cao nhất là 72 độ, thấp nhất là 52 độ. Nhiệt độ rất là lý tưởng cho ngày cuối tuần ngày hôm nay. Quý vị có thể đi ra ngoài biển hoặc là đi chơi ngoài biển thì lạnh hơn rất nhiều, nhiệt độ có thể từ 55 cho tới 60 độ. Thưa quý vị, đó là khí hậu và thời tiết tại miền Nam California. Trong lúc đó thì tất cả mọi người đều hân hoan chờ đón một ngày trọng đại đến với những người Việt của chúng ta. Kính thưa quý vị, đó là Tết Nguyên Đán. Đặc biệt năm nay lại là Tết Kỷ Hợi mà người ta hưởng nôm na nói rằng là con heo vàng. Chỉ còn có mười mấy ngày nữa thôi. Là tuần sau phải không anh? Vâng, Nhi Huyền với gia đình đã sắm sửa đồ Tết chưa? Sao dài phải anh Trọng, là Tết truyền thống là mình nên phải sắm áo dài. Vâng, phần lớn tất cả những người phụ nữ thì đặc biệt họ có một cái mốt mới là phải sắm một cái chiếc áo dài trong Tết Nguyên Đán. Yeah. Năm nay cô sắm áo dài màu gì đó? Màu đỏ anh Trọng. Màu đỏ giống như cái áo hôm nay cô mặc vậy phải không? Yeah. Vâng. Kính thưa quý vị, trước tiên chúng ta hôm nay lại vẫn lặp lại một trong những cái sự kiện mà hàng ngày chúng tôi vẫn gửi đến quý vị. Kính thưa quý vị, đó là một cơn khủng hoảng đóng cửa chính phủ và ngày hôm nay đã bước vào một ngày thứ mới, đó là ngày thứ 35. Trước khi chúng tôi đi đến nói về vấn đề chính phủ đóng cửa thì kính thưa quý vị, Như Hiền có biết rằng cái căn nhà ở tại Hoa Kỳ ngày hôm qua là một trong những cái căn nhà bán đắt nhất, cao giá nhất, nó nằm ở đâu không? Từ mấy trăm triệu đồng phải anh Trọng? Mấy trăm triệu nhưng mà nó nằm ở đâu? Anh Trọng, ở tiểu bang nào? Nằm ở đâu? Ở ngay tiểu bang Cali phải không anh Trọng? Nào, kính thưa quý vị, tiểu bang Cali có rất nhiều nhà đắt tiền. Tuy nhiên ngày hôm qua thì trong lịch sử tất cả các trao đổi nhà cửa thì ở ngay công viên của thành phố New York, một khách nhà đã được trao đổi với giá là 328 triệu, $328 million. Đó là một cái căn nhà ở tại New York. Và đây, trong lịch sử tất cả các việc trao đổi nhà cửa thì đây là căn nhà cắt tiền đắt tiền nhất. Yeah. Và có khi nào chúng ta nghĩ rằng sẽ có một người Việt nào đó có số tiền để mua một căn nhà 328 triệu? Biết ai mua, biết người nào mua? Người mua thì họ vẫn đang ở trong tình trạng giấu tên. Nhưng mà cái sự việc buôn bán đã được diễn ra ở tại thành phố New York. Đến bây giờ thì Như Huyền theo dõi ngày thứ 35, vấn đề đóng cửa chính phủ diễn biến như thế nào nè? Thưa quý vị, và đây hôm nay là ngày thứ 35 rồi. Về thứ 6 này, những 800.000 nhân viên cũng chưa có check, thưa quý vị. Và những người dân Hoa Kỳ sáng thức dậy và những người đã đi làm cho chính phủ, họ đã không được nhận cái check ngày hôm nay. Và cái check mà họ nhận đó là vẫn là $0. Và cái điều này đã làm khủng hoảng và các nhà lãnh đạo quốc gia đã đưa ra biện pháp để miễn phí các như là food bank và những cái cho những người dân. Và các nhà lãnh đạo quốc gia Nancy Pelosi và Donald Trump vẫn chưa đi đến một vấn đề thỏa thuận nào trong vấn đề giải quyết về bất tường. Và chuyện tính chính phủ có thể nhận được một dự luật tài trợ tạm thời để về họ an ninh thế giới, về những cái hàng rào của biên giới. Đó là cái bức tường ở biên giới. Thì có thể chính phủ sẽ có một cái dự luật là đang đưa ra là tạm thời để có một cái ngân sách để điều hành chính phủ. Trong đó người ta không nói đến vấn đề bức tường. Nhưng mà cái chuyện chính phủ có thể nhận được một cái tài trợ như vậy có được thực hiện hay là không? Thực sự Nhà Trắng và Quốc hội vẫn chưa đưa ra một cái sự khác biệt của họ về vấn đề chính xác nhất là liệu vấn đề an ninh của quốc gia Hoa Kỳ. Như một cái phần của thỏa thuận thì Tổng thống Trump muốn có một cái khoản thanh toán lớn để ông sử dụng cho bức tường biên giới, mặc dù ông không ai biết đó là thực sự
ông mang lại, cái hành động đó mang lại một ý nghĩa gì, tiền ở đâu mà ra. Nhưng theo bà Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi thì bà thẳng thừng từ chối tất cả các ý nghĩ mà liên quan đến vấn đề thanh toán bức tường. Wow, có thể nói rằng là khó để có thể đi đến một cái sự thỏa hiệp giữa hai nhân vật chủ chốt trong cái vấn đề gọi là đóng cửa chính phủ, đó là Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Hai người vẫn chưa đi đến một cái thỏa thuận nào hết. Hai bên không có một cái đường lối thỏa thuận nào. Thì trong lúc đó thì White House, tự nhiên Nhà Trắng đang chuẩn bị một cái dự luật là tuyên bố tình trạng khẩn cấp của quốc gia này. Ví dụ khẩn cấp tự nhiên có nghĩa rằng an ninh quốc gia Hoa Kỳ đang bị đe dọa. Và như vậy thì Tổng thống Donald Trump có thể sử dụng một cái ngân quỹ 7 tỷ đô la để tài trợ xây dựng cho bức tường qua ngân sách của Bộ Quốc phòng. Và ông sẽ sử dụng quân đội đến để đưa ra cái công việc, bắt đầu tiến trình cái công việc xây dựng đó. Liệu Tổng thống Donald Trump có thể cân nhắc kỹ để nói rằng là ông sẽ đưa ra một cái ban bố một cái tình trạng gọi là tình trạng khẩn cấp an ninh quốc gia. À, đây là cái cốt lõi của vấn đề. Kính thưa quý vị, hai bên thì cả ngày hôm qua thì Thượng viện cũng đã có hai cái cuộc bầu phiếu để đưa đến một cái thỏa hiệp là có tiền để chính phủ được mở cửa trở lại. Nhưng hai bên qua hai lần bỏ phiếu, Thượng viện đã không đạt được cái con số tiêu chuẩn đòi hỏi, đó là 60 vị, thành hai cái dự luật đó đều bị thất bại. Và như vậy là 800.000 người hiện nay đang mong chờ vào ngày hôm nay cái check lần thứ hai vẫn bóng chim tầm cá và không có được cái check đó nữa. Bây giờ thì họ phải sống làm gì? Kính thưa quý vị, họ phải xếp hàng đi đến xin lệnh thực phẩm ở tại tất cả những gọi là food bank để có những cái gọi là thực phẩm free, từ thực phẩm khỏi phải tốn tiền. Họ có thể đi tới vay mượn nhà băng hôm nay cho họ vay được cái số tiền mà lời họ phải trả, tạm thời ngưng lại cho họ trả tất cả cái mortgage của họ. Tất cả các sự kiện đó tạo nên một cái cơn khủng hoảng mà kính thưa quý vị chưa bao giờ có thể nói đã xảy ra ở tại Hoa Kỳ. Bây giờ thì tất cả những người công nhân của chính phủ liên bang hiện nay họ đang tìm kiếm một cái kế hoạch mới để sinh sống cho họ như thế nào. Phần lớn thì như hiện biết rằng là họ là những chuyên viên, họ là những người làm về gọi là thuế, họ là làm về ở an ninh ở phi trường, và đặc biệt là những người làm ở an ninh phi trường thì họ yêu cầu bắt buộc, những nhân viên sở thuế yêu cầu bắt buộc đi làm nhưng lại không có tiền lương. Thì không có tiền lương thì làm sao mà người ta sống được để người ta đi làm? Đây là một trong những cái sự mâu thuẫn mà không thể nào hiện nay chưa có cái câu trả lời. Bây giờ họ phải đi kiếm một cái công việc khác. Như vậy là 30% trong số tất cả 46.000 công nhân đã được yêu cầu làm việc ở tại đó là cơ quan thuế vụ, 46.000 nhân viên mà không được trả tiền. Và đến bây giờ thì có thể nói rằng tất cả những cái công nhân tại sở y tế này, dịch vụ nhân sinh này, cục quản lý thực phẩm và dược phẩm này, dịch vụ y tế này, kính thưa quý vị, đều có thể nói là tăng lên 80% những người này họ đang suy nghĩ họ phải đi kiếm công việc khác. Đó là một trong những sự kiện mà có thể nói rất là khó khăn cho Tổng thống Donald Trump cũng giống như là bà Nancy Pelosi để giải quyết vấn đề chính phủ. Bây giờ thì chúng ta trở lại một trong những cái sự kiện mà chúng ta đã bàn tán rất nhiều, đó là bài thông điệp quốc gia. Theo thông lệ thì hàng năm đến ngày 29 tháng 1 này, bài thông điệp quốc gia của Tổng thống Donald Trump sẽ được đọc ở tại Lưỡng viện Quốc hội theo như thư đề nghị của bà Chủ tịch Hạ viện, đó là bà Nancy Pelosi đã gửi đến Tổng thống vào ngày 3 tháng 1 năm 2019. Nhưng tất cả những sự việc này đã bị hoãn lại, đình trì lại sau khi bà Nancy Pelosi đưa ra một trong những cái vấn đề trở ngại của cuộc gọi là đọc thông điệp liên bang của Tổng thống Donald Trump. Vì lý do chính phủ bị đóng cửa nên tất cả các nhân viên an ninh, tất cả những người mà lo tập trung vào cái vấn đề thông điệp quốc gia thì kính thưa quý vị không có thể làm việc được, bởi thế đây là một trở ngại. Và ngày hôm qua thì như chúng tôi đã gửi đến quý vị là Tổng thống Donald Trump đã gửi một cái bức thư và ông sẽ chấp nhận là trì hoãn lại việc đọc thông điệp quốc gia. Mà chắc quý vị cũng biết là hàng năm thì kể từ năm 1913 đến bây giờ hàng năm đều có thông điệp quốc gia. Tuy nhiên có một vài năm thì một vài vị tổng thống có một vài sự kiện gì đó họ không đọc thông điệp quốc gia. Họ thông điệp quốc gia thì họ cung cấp tất cả một cái cuộc gọi là báo cáo về tính vấn đề tình trạng chính trị, kinh tế và hiện tại qua tình hình của đất nước như thế nào. Và chưa có dấu hiệu nó cho thấy rằng năm 2019 sẽ
rời khỏi cái quy luật mà 105 năm qua đã được thi hành. Kính thưa quý vị, đến bây giờ thì sáng nay chúng tôi vẫn chưa nhận được tin tức chính xác là ngày 29 có thông điệp quốc gia hay là không. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua cà phê sáng và chúng tôi trở lại quý vị trong giây lát.